Xin chào các cô chú bác anh chị đã trở lại với series Vỡ Lòng Bất Động Sản và cùng với YouTube Nhà Cửa Mỹ cũng như là Facebook Group Nhà Cửa Mỹ. Ngày hôm nay thì là để tiếp tục cái series thì là bài số 5, các chú ý khi chọn nhà, các tâm lý mắc phải của người lần đầu tiên mua nhà. Thì hôm nay rất là hân hạnh được gặp chị Anh Ngô. Xin chị gửi lời chào đến các quý vị đang xem. Chào mọi người, rất vui tham dự Mỹ với lại YouTube lần này. Thì em là Realtor ở quận Cam, Orange County ở Cali. Và em mới lấy bằng được khoảng 3 năm, nhưng mà trước đó thì em đã giúp nhiều bạn bè và bạn của gia đình và chính ba em mua bán real estate mà về residential để flip với lại để làm rental. Thì ra bây giờ em muốn chia sẻ một cái khía cạnh as an agent với lại từ một khía cạnh là người mua luôn. Tức là mình giúp gia đình mình mua nhà riết rồi cái mình yêu nghề Dạ luôn, đúng mình mê luôn. rồi. Dạ đúng rồi. Dạ. Dạ tại vì giúp nhiều quá rồi, thôi bây giờ mình đi lấy bằng luôn để có gì mình save được một cái bên commission. Dạ, vậy là em Nha. bỏ luôn cái công việc chính luôn, làm Dạ đúng rồi, realtor luôn. hồi trước em lấy bằng được 3 năm thì một năm đầu thì em vẫn giữ công việc hồi xưa nhưng mà bây giờ chuyển qua làm full time. Dạ, tại Dạ. vì mô dinero, mucho Dạ. dinero. Ok, không để cho các bạn đợi lâu hơn, mình sẽ vào cái phần câu hỏi luôn. Rồi, câu số 1, sau khi đã làm loan xong. À quên quên quên, trước khi vô mình anh phải hỏi em một câu thần chú là em có đồng ý cho À Facebook dạ, em Group. đồng ý. Dạ, em đồng ý cho Facebook group Nhà Cửa Mỹ và YouTube channel Nhà Cửa Mỹ toàn quyền sử dụng hình ảnh của em trong video này. Rồi, cảm ơn em. Rồi, câu số 1. Sau khi đã làm loan xong, người mua cần dựa vào những tiêu chí gì để lựa chọn một căn nhà phù hợp? À, em có Dạ. thể chia sẻ. Dạ, ok, thì trong kinh nghiệm của em với lại những gì em khuyên khách là lúc đầu mình sẽ để đưa ra một cái budget. Là mà cái budget này thì lúc đầu mình mọi người cũng sẽ biết là lúc đầu đề ra một số nhưng mà lát hồi nó cũng thành một cái con số khác. Nhưng mà bắt buộc là mình phải stick to cái budget đó, especially trong cái điều kiện market hiện tại. Thì mọi người biết là lúc nào cái nhà nó đăng lên cũng một giá nhưng mà sau rồi mua được cái nhà nó lại là một cái giá rất là cao. Thì mình nên stick to cái budget của mình là một, với lại mình sẽ mình được là mình muốn mua là nhà nhà loại giống như là condo, townhouse, single family. Thì mỗi cái kiểu nhà đó nó sẽ có một cái tốt và cái kiểu không được tốt lắm, thì tùy theo cái tiêu chí của mỗi gia đình hoặc là mỗi người. Rồi xong em nghĩ là dù là đi mua nhà như thế nào thì cũng nên có một cái người real estate agent để represent mình là người buyer. Tại vì em biết là có nhiều người rất là muốn kiểu đi theo cái người seller's agent, listing agent để có một cái insight và cái giá để mình mua nhà được tốt hơn. Nhưng mà thiệt ra họ cũng sẽ phải kiểu ethically sẽ phải giúp với cái người seller hơn là đối với mình. Nên em nghĩ là để mà neutral thì để mà được protect tốt hơn thì nên có một cái agent, buyer's agent cho riêng mình. Với lại một cái điều cuối mà em nghĩ là rất là quan trọng á, là dù mua nhà ở đâu á thì mình lái xe quanh khu vực đó vào weekend, cuối tuần và vào buổi tối để mình xem cái khu đó nó như thế nào, đặc biệt là nếu mình muốn tìm hiểu là cái khu đó nó có safe, có an toàn và an ninh hay không. Một cái ý nãy em đưa ra là nên có buyer agent, tại vì cái người seller agent có thể họ sẽ làm việc cho seller cho nên mình sẽ không có được cái lợi ích, đúng không? Một cái ý Dạ khá đúng hay, rồi. một cái ý Dạ khá đúng hay, rồi. một sự tranh cãi hiện giờ, nhưng mà cái đó không có nằm trong cái bữa nay nên Dạ đúng rồi. anh không có Dạ đào không sâu cần có vô, ăn gì đã nói rồi nha. chứ không là anh đào sâu anh hỏi vô cho đó. Rồi thôi, rồi cảm ơn em, đó là tiêu chí. Bây giờ câu số 2, lát nữa thí dụ hết hết xong mấy câu hỏi mà nếu mình dư giờ mình dòng lại cái đó nha. Dạ ok. Có phải bất kỳ người mua nào cũng nên quan tâm đến khu vực có trường học tốt hay không, hay nó dựa vào từng thời điểm cuộc đời, tức là khi tôi độc thân nó khác, khi tôi vô gia đình nó Dạ đúng khác, khi có rồi. con nó khác, em có Dạ. thể cho thêm ý kiến được. Dạ. Theo em thì tất nhiên là sẽ tùy vào thời điểm của một người. Tại vì nhiều khi giờ độc thân đâu có con cái nên tốt hay không thì cũng không có liên quan gì, cũng không có relate to cái thời điểm đó. Nhưng mà và tùy thời điểm của từng người. Với lại giống như lúc mà mình single thì mình sẽ có những cái tiêu chí mà nó sẽ hơn những cái lúc mà mình lớn hơn, mình lập gia đình rồi mình có con thì những tiêu chí đó nó lại tăng hơn. Thì mình giữ một cái note list của mình, xong rồi tùy thời điểm thì nó sẽ thay đổi khác nhau. Với Đúng. lại em có một cái concept là cái căn nhà forever home so với lại căn nhà first home. Tại vì
như anh biết là first home là cái căn nhà đó mình sẽ bán đi trong tương lai, không có ở dài lâu. Còn cái forever home thì kiểu cái căn nhà đó mình lớn rồi thì mình sẽ giữ lâu hơn. Nên em nghĩ first home sẽ không phải là forever home. Em đang ngồi ở first home hay là forever home vậy? Em đang ngồi ở first home Em đang ngồi ở nhà ba mẹ. hay là forever home? Ok. Vậy là forever home của First ba mẹ. home. Ok. Yeah. Ok. Yeah. Ok, rồi. Tức là từng giờ thời điểm nha các bạn. Mình thấy là có nhiều anh chị lúc nào cũng phải trường học tốt, nhưng mà khi hỏi ra thì hai chồng thậm chí chưa có con luôn. Mà trong Dạ cái đúng từ cái rồi. lúc mà có con ra rồi con 7 tuổi đi học hay là 10 thì nó có rất là nhiều sự thay đổi trong cuộc đời, từ job của bạn, cuộc sống của bạn, chưa tính đến giá cả thị trường nữa, cho nên là cũng nên từng thời điểm Dạ rồi. đúng rồi. Mà anh thấy bây giờ mấy người có tiền là toàn là đưa con đi học trường tư không à? Anh đây Dạ có đúng nói rồi. trong nhiều video rồi đó, cho nên bây giờ hình như là cái trường học tốt nó không còn là một cái tiêu chí để chọn nhà nữa thì Dạ phải. đúng rồi. Nhưng mà giống như là cho dù mình không có con và cái trường học nó cũng không liên quan tới cuộc sống của mình bây giờ á, nhưng mà giữa hai căn nhà, nếu bây giờ cả hai căn đều tốt nhưng mà chỉ có một cái khác là một căn ở trong khu trường học tốt hơn thì tất nhiên mình sẽ chọn cái căn Đúng đó. rồi, nếu mà có sự lựa Dạ. chọn thì mình sẽ chọn, nhưng mà tại vì đó, thường thường gần trường học tốt là giá nó cao hơn chứ ít khi nào mà bằng giá lắm, đúng không? That's why mới hỏi cái câu đó. Thì đương nhiên là anh nghĩ là cái người mà người ta chọn gần trường học tốt chưa chắc là vì con nữa, mà người ta chọn cái khu an ninh nữa, anh nghĩ như vậy. Dạ đúng Cho rồi, nên với là lại cho giá trị resale sau này. đúng rồi, rồi rất là hay. Rồi câu số 3, sai lầm trong tư tưởng của người mua nhà lần đầu là họ luôn tìm một căn nhà ưng ý. Đâm ra rất khó tìm nhà, thì em có lời khuyên gì không? Tức là giống như lúc anh mới mua nhà, anh làm cực quá cho tới cái lúc mà mình qualify được, mình cứ theo đuổi đam mê, tức theo đuổi rồi là mình phải mua căn nhà mình giữ ý, chứ mình mua căn nhà mà thấy ghê quá mình cũng không chịu đó, thì cái đó nó hơi sai sai chút xíu. Thì mời em trình bày cái ý đó, tại sao sai. Thì theo em cũng lại đi về cái concept starter home với lại forever home đó. Cái căn nhà đầu tiên nếu mà mình muốn mà được nhất á, thì nhiều khi nó lại vượt quá cái budget của mình đã đề ra, thì cái đó nó cũng không có đáng. Tại vì nếu mà đã xác định đây là nhà đầu tiên thì tất nhiên mình đã ở một cái nhà đó, sau đó mình rồi mới biết là những căn nhà mình nên có gì thay đổi. Thì em không nghĩ căn nhà đầu tiên là cái căn nhà nên là hoàn hảo nhất, miễn sao nó vừa với cái tiêu chí đặt ra lúc bấy giờ thôi và hợp với túi tiền lúc bấy giờ. Với lại em nghĩ thêm một cái nữa là mọi người nên viết ra một cái list trước khi đi mua nhà và discuss với những người còn lại trong nhà, là một cái list là những gì mình muốn và một cái list những gì mình cần. Nhiều khi mình phải compromise là mình đừng có đòi trên một cái nhà đầu tiên đó có những cái thứ mình cần, những cái thứ mình muốn, miễn sao nó có những thứ mình cần là cái basic là được rồi. Giống như là location tốt, an ninh, những cái điều bất động của căn nhà. Còn giống như là những màu khác, những điều khác, như là ô cái nhà đó đẹp tại vì có landscape, hay là cái layout của nhà tốt hơn, cái màu sơn tốt hơn, cái đó giống như cái đó vẫn có thể thay đổi được một khi mình đã mua rồi nhé. Ok, tức là mình phải viết ra một cái ý rất hay, là mình phải viết ra cái gì mình cần và cái gì mình muốn hả? Thì cái nào mình cần thì mình nên nên nên, nên cho căn nhà starter home. Thì mình cần Rồi, cũng rất là hay, nó giống tiêu sản với tài sản quá. dạ Nghe đúng giống 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 vậy. Chúng ta chỉ có gì chúng ta cần, chúng ta không cần muốn gì chúng ta muốn đúng thôi. rồi dạ Thì nói chung là căn nhà đầu tiên á, các bạn nên chọn căn nhà nào ở được đi. Nếu mà chút tiền đúng tiền rồi thì vô sửa tiếp đỉnh, là thí dụ như mình vô mình sơn lại nhà cho nó sáng sủa lại, làm dạ sàn lại thôi, chứ đừng có ham mới vô làm hầm hố dập giật sập đúng rồi tường rồi remodel bếp thì tùm lum tà la, tại chưa chắc các bạn ở đó nữa. Thì Dạ mới đúng ban rồi. đầu vô thì cái budget của mình ít, rồi từ từ Dạ. nó tăng lên, mình có equity mình bán ra mình nó lên cái nó bự hơn. Chứ còn cái khu đó, cái khu căn nhà đầu tiên chưa chắc là cái khu mà bạn muốn sống suốt đời nữa. Chứ là bây giờ mình sống mà con mình ra đời nó khác, nó gì có nhiều cái Dạ. giai đoạn lắm. Cho nên cái Dạ. starter home thì các bạn đừng có nghĩ là Dạ. ồ, người ta nói là first home chứ người ta không có nói là last home. Cho nên các bạn đừng có lo, có thể mua nhà được hoài nha. Rồi, căn nhà đầu tiên theo em có mua nó có nên mua new development không, vì sao? Như là mấy cái builder á, mấy builder nhà mới á, Dạ em có cái nên không? này thì cũng dạ mỗi cái nó có điểm cộng và điểm trừ của nhau. Thì điểm cộng của nhà mới thì là tại vì nhà đó mới, mình là chủ đầu tiên, không có phải sửa chữa gì nhiều, với lại sẽ có less maintenance tại vì mọi thứ nó đã quá mới rồi. Với lại ở bang khác thì em không rõ lắm, nhưng mà ở Cali thì nhà mới sẽ rất có lợi tại vì nó là energy efficiency.
Và tiểu bang Cali thì có bắt là từ 2019 tới nay á, thì những cái khu nhà mới cần phải gắn sẵn solar panel. Thì em nghĩ cái đó là một lợi thế cho homeowner. Nhưng mà còn cái điều em nghĩ không nên mua new development hoặc là nên consider rõ hơn là mình nên tìm hiểu những expense đó. Giống như là những có nhiều khu ngay ở quận Cam này mà khu mới thì nó phải trả thêm phí Melrose hàng năm cộng những cái khác. À, nếu mà mình đã mà thêm một cái khoản phí như vậy á, thì nó có thể make a big difference, nó là một cái sự khác biệt rất là lớn. Thì mình phải consider những cái expense đó, hoặc là những khu mới nó thường sẽ có phí HOA, Homeowners Association, thì mình phải consider những cái phí đó. Thì một chút xíu mình chia sẻ là trước khi mua mình có mua căn nhà ở Vacaville, mình chuẩn bị vô rồi nhưng mà mình bỏ cái deposit. À, tại vì nếu mà các bạn nghĩ rằng thì khi mà các bạn nghĩ là mua nhà mới như nhà để enjoy á, thì mua new development nó hợp lý hơn. Còn nếu mà các bạn mua một căn nhà mà các bạn muốn nhiều người ta muốn trở lại cái concept tiêu sản tài sản này, người ta muốn tạo mua ra một cái cash flow để người ta trả cho cái mô kịch á, thì new development các bạn không làm được như vậy. Các bạn không có xây ADU được. Thường new development bây giờ đất rất là ít, 3.500 hay 4.000 square feet thôi, không có xây được thêm gì hết trơn á, cũng không có xe phòng ra được. Và những cái khu new development cái người mua vô, người ta mua không mà chứ ít có ai vô đó thuê lắm, cho nên cho rental không đó cũng không thành công luôn. Rồi một cái nữa là nãy bạn anh Ngô có nhắc rồi, đó là cái tiền Meru với cái tiền HOA. Hồi xưa cái mortgage của anh một tháng có 2.900 thôi, mà Meru 3 mấy còn 400, rồi HOA 3 mấy 400, nó lên 3.000 mấy luôn. Tức là mua căn nhà chưa tới 500.000 mà mortgage nó bằng căn nhà 700 mấy luôn, thì nó thấy nó không hợp lý, cho nên là lúc đó anh bỏ căn đó. Thì đó là một số cái mà điều mà các bạn chú ý khi mua new development nha. Rồi mình move on cái câu số 5. Ở các thành phố lớn công việc nhiều, thường rất kẹt xe, nhiều người chọn commute 45 phút 1 tiếng để đi làm để tìm được nhà đẹp và giá cả phải chăng, đó mới nói xong new development đó. Nhưng lại trong khu giá nhà nhưng không trong khu giá nhà lên, tức là không có appreciate builder và đất đất quá trời luôn, đâu nó xây tùm lum tùm la đâu có lên nổi. Hay là thị trường cho mướn, mà cũng mới nói xong luôn, tức là trong đó không có ai vô đó mướn hết trơn. Ta đi về với khu kia. Vậy thì em có lời khuyên gì? Em nghĩ là có nên làm như vậy không? Có nên cầm mưu đi mua nhà mới ở cho căn nhà đầu tiên như vậy không? Hay là ráng để dành, hoặc là ráng mua căn nhà nào? Em nghĩ là cũng tùy luôn. Em nghĩ là cũng tùy. Em nghĩ là nếu mà có thể mà trong cái budget của mình và trong những cái khu mà nó central mà vẫn có thể mua được thì mình nên mua. Còn nếu mà phải reach out để mà vì rất muốn có nhà mà chỉ có thể afford được những cái căn mà nó xa central hoặc là nó không ở trong khu nhà giá lên thì anyway có nhà cũng còn hơn là đi rent, nên em nghĩ either way nó cũng sẽ good. Nhưng mà chỉ cần nhìn lại và làm cái tờ giấy đó ra, một bên cộng một bên trừ cho cả hai thứ, coi cái nào nó make sense hơn với cái thời điểm hiện tại của mình. Anh muốn hỏi em một câu extra chỗ này. Thí dụ bây giờ á, hai căn nhà đều 700 ngàn hết, một căn nhà trong khu Central 700 ngàn mà nó cũ xì 3 4 8, nhưng mà em ở được nha, nhưng mà nó có potential sau này em convert garage hay là em xây ADU được. Còn một căn nhà nó new development, em đi lái xe 1 tiếng mấy 2 tiếng một chiều vậy, nhưng mà đẹp mướt mướt bắt luôn nha, không làm được gì hết á, thì nếu là em chọn cái nào? Em sẽ chọn căn nhà ở gần Central. ở trong cái khu kia, mặc dù nó cũ hơn một chút. Ok. Tại vì nghĩ tới cái giá trị sau này của nó nữa. Đúng rồi. Với lại Sao sao em với lại sao? với lại em nghĩ là thì vậy á. Em nghĩ Theo là theo em anh nói theo mình như thế nào thì em cũng vẫn nghĩ cái căn đó nó sẽ tốt đúng hơn. rồi, theo mình thì cũng vậy, tại vì cái potential lên nhà nhiều hơn. Cái nhất, cái hai bạn có nhiều đường binh hơn. Đúng rồi. Căn nhà cũ thì nó cũ, như mình remodel lại thành nhà mới thôi. Nhưng mà mua nhà sau này cái location nó quan trọng, mình có thể đường binh sau này mình cho mướn, còn cái nhà mới là hết đường binh rồi, chỉ ở enjoy thôi. Bán thì nó cũng không lên, mà rental thì chưa chắc cover được mortgage, đó là lý do. Nhưng mà thiệt ra market lúc nào cũng thay đổi, especially là cái thị trường bây giờ thì mình biết là với COVID thì mọi người nhiều công ty nó cho làm việc remote. Thì nên vì mình làm việc remote nên mình ở nhà, cái căn nhà mình nó có tầm quan trọng nhiều hơn là hồi xưa. Thì nếu mà cái trend này làm việc remote cứ bắt đầu tiếp diễn theo sau thì em nghĩ sau Có này những thể. cái khu nhà ở đằng xa xa trung tâm nó cũng vẫn sẽ lên giá Đúng rồi. nếu cái trend này nó còn giữ. Có thể. Như vừa rồi anh có đi qua bên Austin, là một cái trip của Austin, nói chuyện với mấy chị ở một cái khu nhà mới, thì mấy chị nói anh một cái thông tin khá bất ngờ là kỹ sư ở Bay Area này qua Austin mua nhà,
và làm việc ở phố phòng hôm, tức là làm ở Bay Area luôn. Bây giờ cứ meeting là cứ lên Zoom thôi, mà có cái gì quan trọng lắm thì một chuyến bay cũng chỉ có 3 đến 5 tiếng đồng hồ là về tới Cali thôi. Thì có một số người làm như vậy thì có thể đó là một cái trend mới trong tương lai, để coi như thế nào. Rồi, tiếp theo câu số 6. Bạn có cách nào phân biệt được giữa khu xấu phức tạp với khu dân lao động không? Tức là ghetto và blue collar, cái hai cái khu này lộn hoài luôn. Thì anh mua nhà trong khu blue collar vẫn đỡ hơn là trong khu ghetto, em có phân biệt được Dạ không đúng theo kinh rồi. nghiệm của em? Em thì kinh nghiệm mà để biết specifically được cái khác biệt giữa hai cái thì rất là khó, tại vì nó cũng giống như là cái line của nó rất là gần nhau. Nhưng mà em nghĩ cái tốt nhất mà mọi người trước khi mua nhà nên làm á là đi lái xe vòng vòng cái khu vực đó. Thì nếu mà mình lái xe mà mình thấy cái khu vực đó nó có thường nha, ít parking hoặc là xe nó đậu tràn lan hết, giả bộ khách nhà mình đến chơi cũng không có chỗ đậu, thì em nghĩ cái khu đó nó cũng chỉ hơi kiểu poor một chút thôi, chứ không có hẳn là nó là ghetto hay là kiểu nó không an ninh, chỉ là cái khu đó nó không có được giàu thôi. Thì nghĩa là một cái căn nhà mà nhiều generation ở, nhiều người ở chung với nhau. Còn những cái khu mà đi vô mà thấy mà cửa kính nhà rồi nhà sập xệ, nhà không có được maintain đó, hoặc là kính bể rồi người ta cứ để đó, hoặc là vườn mà cây nó mọc tùm lum tà la không thấy căn nhà đâu luôn, thì Thì khu đó có thể là khu ghetto. Ok. đó sẽ là cái khu mà tại người ta không khe nữa. Anh muốn Nhưng bổ mà có sung. những cái website mà mình có thể dùng. Vậy hả? Website gì em? À dạ, mấy cái website giống như là areavive.com với neighborhoodscout.com. Thì mình đánh cái địa chỉ nhà vô thì nó sẽ cho cái rating Got là cái it, này bảo không có như thế nào. ok. Ok. Một cái điều mà mình dễ nhận thấy ở mấy cái khu ghetto nha các bạn. Đó là cái cửa sổ ưa đóng song sắt lắm, để ý đi. Tại sao? Vì đập kiến về leo vô cửa Đúng sổ, rồi. nó ở ngoài nó có song sắt. Cái mấy khu như Oakland hay gì lúc nào nhà nào cũng có cửa sổ có song sắt ở ngoài, y như Việt Nam mình vậy đó. Còn một số nào mà khu hơi phức tạp đó, thì nhà có hàng rào. Còn cái độ còn khu blue collar thì dễ lắm, các bạn thấy tới mà xe đậu khắp nơi. Mà nếu ở Cali này á, thường thường mấy khu blue collar đó thì mấy anh construction ở rất nhiều, cho nên các bạn thấy xe truck đậu nhiều là bạn biết khu đó blue collar. theo theo anh nghĩ là vậy, theo kinh nghiệm của anh. Ok, một những ý khá hay của bạn anh Ngô vừa đưa. Rồi câu số 7, nếu người mua muốn tìm cách để ở nhà free, tức là xây thêm cần bạc gara xe phòng để trả mortgage, thì bạn cần chú ý những điểm nào khi chọn một căn nhà? À, ví dụ như vậy, client tới tìm em nói bây giờ anh em làm gì làm miễn sao anh không anh muốn ở miễn phí, anh không muốn trả tiền nhà đó, thì căn nhà đó đi coi em phải chọn những tiêu chí nào? Ok, thì đầu tiên á là mình sẽ thiên về cái single family house, tại vì cái nhà đó thì cái lot của nó sẽ rộng. Và mình cũng sẽ chọn những cái căn có lot rộng, tại vì sau này mình có thể có xây thêm ADU được. Với lại mình sẽ phải nhìn tới cái floor plan. Những cái nhà mà nhiều khi cái nhà nó có cửa bên hông mà cái nhà nó, wow, bây giờ nói thì cũng không biết nói sao, nhưng mà giống như là có những cái nhà nó dễ chia lắm anh, nhiều khi nó layout như thế nào đó Tức là phôi lên cái floor plan nó có dễ cửa bên chia hông làm xe bảy á. đi vào cái nhà thành chia 5 xe 7. Với lại thêm một cái em nghĩ là rất là helpful á, là khi mà các anh chị cô chú mà đi xem nhà với cái tiêu chí là sẽ muốn cho thuê hay là xây thêm ADU, thì mang theo một cái người contractor đi theo lúc mình đi xem nhà, tại những người đó sẽ nói ngay lúc đó được luôn với cái nhìn của người ta là cái nhà này có potential để có thể convert ra không. Thì Biết lúc rồi đó đi. mình sẽ save time được, Biết rồi đi. especially thị trường bây giờ offer nhanh lắm, nên chi đem theo cái người contractor lúc đó Cho đi, người lẹ. ta nói được thì mình giết Giết luôn. luôn tại chỗ. Đợi đi về rồi cứ xong rồi đi xem lại lần thứ hai với contractor rồi mới ok đồng ý rồi nó bán rồi. Thời đó cái người khách hồi nào hồi nãy mà trước khi anh Ngô về làm video này offer lẹ lẹ. Video này Dạ mai đúng lên biết có rồi. còn kịp Ủa, không? phải chuyển ngay chứ nó không được thì làm được rồi. Anh cũng muốn thêm một số ý kiến là thí dụ khi các bạn đi coi miếng đất, các bạn muốn xây thêm á, thì cái miếng đất nó nên vuông nhất hình chữ nhật. Tại vì miếng đất nó bể méo xin gì đó, nó rất khó đặt cái ADU vô. Cái thứ hai á, là cái miếng đất đó đó cái căn nhà nó nên nằm ideally á, là nằm ra đằng trước, chừa đóng đất Dạ đằng đúng sau rồi. thì nó dễ hơn. Có nhiều nhà anh rất là bực, tự nhiên miếng đất bự nằm như giữa Đúng đằng rồi, sau nó có giữa, xíu, đằng sau đúng rồi. nằm Không kỳ có cục. đủ cho đằng trước cũng không đủ cho đằng sau. Đúng rồi, rất là nằm kỳ cục đó.
rồi Bắc Kinh, anh đi mua nhà là anh nhìn Bắc Kinh đúng trước, anh nhìn xung quanh rồi. coi 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 Bắc Kinh như thế nào, Yeah. even cái phần cỏ luôn anh sẽ nghĩ rồi Đúng sau này anh phan ra anh làm như thế nào đó. Thì đó là hai trong rồi. vài cái ý mà các bạn nên chú ý nha, miếng đất di vùng dứt và căn vị trí của căn nhà rất quan trọng. Rồi Với lại nhiều khi sẽ gặp những căn nhà mà họ đã convert rồi, mình vô mình tiếp tục theo cái đó, thì mình nên để ý là cái phần convert đó có được permit hay không, thì sau này mình không có phải thêm cái expense đó cho mình, hoặc là sau này nếu mình muốn bán thì mình sẽ không phải chịu cái phí đó nữa. Ok. Rồi, tiếp theo, bây giờ trở lại với new development. Nếu mà muốn mua new development đó thì cái người mua nhà lần đầu sẽ phải chú ý những điều gì? À, trước khi em nói anh chia sẻ câu chuyện của anh trước. Hồi đó anh mua anh bỏ nhà của anh đó là tại vì anh cảm giác bị gạt. Lúc mà anh vô á thì nó cho cái contract, nhưng mà lúc đó anh cũng không có đọc kỹ cái contract đó. Nó có một cái điều kiện, nó nói là khi mà đi với cái lender của thằng builder á, builder lender đó, thì mày không bao giờ được ra và chọn lender khác. Em không anh không có coi cái điều đó. Thì khi em làm việc với thằng lender đó, anh ham là tại vì nó credit lại cho anh 8.000 hay nhiêu đó, anh nghĩ lấy cái 8.000 đó upgrade. Nhưng mà các bạn khi đi mua nhà new development đó, các bạn đừng có quan trọng mấy cái tiền đó, tại vì new development nó cho lại nhiều mà nó nâng mấy cái cost khác lên, nó cũng vậy, nó cũng vô đó à. Hoặc là nó nói ồ mày mua nhà đi, tao cho mày 15.000 credit để upgrade, nhưng mà khi các bạn đến cái trung tâm cái design center của nó đó, cái quái upgrade gì nó cũng mắc cái ba cái bốn lần, ngoài sàn cái ngoài 3.000 nó chơi 10.000 gạch cho nên là cũng đừng có fall in love những con số như vậy. Đó là kinh nghiệm của anh. Rồi cái thứ hai đó là khi mà cái người làm loan này họ làm với anh á, thì họ luôn cho anh những cái estimate rất là thấp. Lúc đó là rate đang cao năm tháng tháng 6 tháng 7 tháng 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 mấy tháng 12 hay 10 18 đầu đầu năm 2019 á, thì rate nó đang vào khoảng 4.5 ở ngoài thị trường. Mà cái anh này anh estimate lúc nào anh cũng estimate là 3.7, 3.75, 3.5, xong anh kèm theo câu là rate fluctuate gì đó, đến lúc đó là thì ok đi. Tới ngày close á, ảnh nói chấm của anh là 5.15 mà. Cái gap nó quá lớn. Yes, mà anh hỏi thằng nhỏ bạn của anh shop around bên Mega, nó nói anh em có thể làm cho anh những 3.75 thôi hay là 3.95 gì thôi. Anh tức quá anh nói nó đổi thì nó không chịu. Thì lúc đó là thậm chí anh có gọi lên mấy thằng attorney luôn, nó ok bây giờ mày có cách nào lấy tiền về tao. Thì lúc đó anh chỉ deposit có 6.000 thôi, thì mấy nó nói là ok bây giờ em phải trả cho anh 2.000 để anh đánh cái case này, mà anh còn chưa biết thắng thua nữa, cho nên anh nghĩ là thôi có 6.000 em bỏ đi. Thì lúc đó là anh bỏ luôn chứ anh không có lấy lại. Thì lúc đó cảm giác gì bị gạt. Do đó khi các bạn mua new development thì những cái điều khoản đó hết sức quan trọng. Nếu không đọc được nhiều tiếng Anh, cần có một người realtor giải thích từng cái một. Đừng có nghĩ là new development là vô mua thẳng với builder nha, cũng nên có realtor luôn. Đó là cái kinh nghiệm của anh đó. Đúng Ok. rồi, đó cũng là cái kinh nghiệm mà em nên khuyên mọi người là nên có cái realtor cho mình lúc mà cái này. Tại vì nhiều người nghĩ là cái realtor của bên sale, của bên new development cũng là tốt hơn, tại vì họ không phải là một cái người seller, là một người mà là cả cái công ty lớn, thì đi với họ người ta sẽ hiểu hơn nhiều. Nhưng mà thiệt ra phải hiểu á, là cái người đó rất là muốn bán nhà cho mình, họ muốn bán càng nhiều càng tốt, nên chỉ họ sẽ nói, nhiều khi là họ sẽ nói nhiều những cái điều mà để cho mình muốn mua thôi, chứ không có disclose những cái khác, những cái điều mà giống như là những cái phí ẩn. Giống như là experience của anh thì em mới cho khách đi xem một cái khu new development ở Irvine cũng vậy, xém ký cái contract luôn rồi, nhưng mà ở trong đó nó lúc mà đi xem nhà, cái bà đó, cái bà agent bên kia không có bao giờ nói là không, nhưng mà trong cái contract nó lại nói là ngoài cái khu mới này còn bị tính thêm một khoản expense ở Melrose mỗi năm. Mà đối với cái khách của em thì thêm cái khoản đó nghĩa là over cái budget của họ rồi, mà Melrose của họ là rất là lớn luôn, số tiền rất lớn luôn, nên mình phải có một cái người realtor để đọc qua cái bản contract đó để make sure là những cái điều cần disclose cho khách hàng họ sẽ làm cho mình. Chứ mà nếu mà đi với bên kia thì họ sẽ chỉ muốn mình mua được nhà thôi, nhiều khi cái chuyện đó người ta không có nói với mình luôn, cái mình lỡ ký rồi cái xong phim mai mốt tự nhiên lòi đâu ra một cái miếng Melrose xong phim. Cái vai trò của realtor trong đi development là mình thấy phần lớn là giấy tờ, lấy phần Dạ lớn đúng là rồi. giấy tờ, nên có mấy cái chuyện đó chứ. Chứ mà các bạn nên lưu ý một điều nha, là cái ngày đầu tiên các bạn nói chuyện với cái đó đó, bạn nên có realtor, chứ bạn đừng có đi một mình nói chuyện nó xong bữa sau đem realtor nó không chịu. Thì anh không Đúng. biết trong cái chia ăn chia commission như thế nào, nếu không có realtor thì cái người builder ăn hết hay sao thì anh không rõ. Nhưng mà trường hợp của anh là ngày hôm nay đầu tiên anh không có realtor, ngày ngày thứ hai anh lên ký cái check deposit á, anh nói là tao có một realtor, thì nó nói là không có làm vậy được, tại vì ngày đầu tiên mình tới đây là không có realtor. Nó nhất quyết Dạ không cho đúng anh, không cho anh add realtor vô hợp đồng, nhất quyết không cho add. Thì cái đó rồi. là cái mà các bạn nên lưu ý nha. Đó. Đúng rồi. Rồi, câu số 9. Căn nhà đầu tiên có nhất thiết phải là single home không? Vì sao?
Dạ không. Vì Dạ sao? tùy theo ý mỗi người luôn. Thì như mọi người biết thì condo với townhome nó sẽ more affordable, nó rẻ tiền hơn là single family. Với lại tùy thời điểm của từng người, giống như lúc mình single nhiều khi ở condo với townhome sẽ tốt hơn, nó nhỏ hơn, dễ maintain hơn. Nhưng mà lúc mình lớn rồi, mình có gia đình nhiều người thì mình thích ở single family, thì lúc đó nó lại theo cái tiêu chí đó. Nhưng mà có một vài điểm mà cần lưu ý giữa condo với lại cái SFR single family thì repair gì sửa sửa chữa với lại maintenance của HOA thì mình thôi, còn SFR thì mình phải tự pay để mình trả những cái đó, mình tự maintain cái nhà của mình. Với lại nếu mà townhome với lại condo thì những cái expense như là thuế nó cũng sẽ rẻ hơn, tại vì cái giá trị của căn nhà nó thấp hơn. Thì nha, Ok. đó là những cái đó. Thí dụ bây giờ anh có đủ tiền mua single house đó, thì em có khuyên anh là mua single house hay là anh mua khuyên anh mua Dạ mua single condo? house, tại vì cái appreciation value của single house lúc nào cũng cao hơn hai cái loại nhà còn lại. Ok, Dạ với even lại là anh ở nhiều, single hay là gì thì cũng nên mua single house dạ luôn đúng á. rồi, Ok. với lại nhiều flexibility hơn. Nhiều khi mình ở nhà mình muốn sửa cái vô condo muốn sửa phải hỏi HOA, mà HOA làm khó thì xong mình cũng Em bán chốt lời. nhà 3 năm nay em có cảm giác là cái trend của tuổi trẻ bây giờ là thích ở condo hơn phải không em? Em thấy là người ta thích ở condo với townhome, especially những cái young professional kiểu trong tuổi là khoảng late 20, 20, 25 đổ lên tới khoảng 35 tuổi thì họ sẽ thích ở condo với townhome. Với lại giá, tại vì em nghĩ ở đó cũng nó sẽ safe hơn. Với lại HOA thường ở trong đó nó có include cái phí an ninh luôn. Thì em nghĩ những cái khu đó nó sẽ có những cái advantage như vậy. Young professional. Anh thấy những cái condo mới sau này giá phải chăng mà thiết kế Dạ đúng trông rất rồi. là đẹp, sống giống như là rất là enjoy luôn. Và Dạ những đúng rồi. người trẻ độc thân hay even là một cặp couple trẻ thì họ cũng thích như vậy. Tại vì với sao? Không phải chăm sóc vườn cây, vườn tược, Đúng kéo rồi. rác rồi không phải cái mấy cái Dạ đó đúng cho nên rồi. là Với lại nhiều khu townhome với condo nó có cái amenity trong cái khu vực đó, giống như hồ bơi, sân tennis, nhiều khi cái công viên luôn. Rất là tốt. anh đúng đang suy nghĩ là nếu mà nhà này mai mốt mua ra cho rental gọi là hết luôn là anh với chị đi mướn condo ở Dạ đúng nhà rồi. mà có Thiệt nhiều ra người là làm nếu vậy. bây giờ em mua nhà thì em cũng mua condo. Ok, cho nhẹ nhàng. Thì đối với home buyer nó sẽ dễ affordable hơn. Với lại dù sao nó cũng không phải là forever home mà. Ok. Rồi mình qua câu hỏi cuối cùng. Nhiều người có đủ 20% down để mua một căn single home nhưng lại nghĩ cứ pay up mobile home cho nhẹ rồi tính. Theo em như vậy đúng không? Tại sao? Dạ cái này em không dám nói đúng hay là không đúng Ừ. thì cái này em cũng nói là tùy tiếp. Thì em hiểu nhiều người nói là thà mua model home còn hơn là trả tiền thuê nhà, cái đó đúng, chính xác, mình tới được nhiêu thì mình tới. Nhưng mà nhiều khi em tính nói là giữa model home với condo thì, nhưng mà cái đó cái giá nó cũng khác biệt lớn lắm nên không nói gì được. Nhưng mà thì mình mua em nghĩ là vẫn nên mua mobile home nếu có thể. Thà nếu mà kiểu giữa rent với mobile thì nên mua mobile home. Ok. Pay off cho nhẹ chứ có tính. Dạ đúng rồi. Cái chỗ này đó, nó cũng là một vấn đề gây tranh cãi rất là nhiều. Có nhiều người thì người ta thích là pay up rồi tính. Cái này là mình không có nói là những người mua mobile home là những người không có tiền nha. Anh biết những người rất Đúng rồi, giàu, em cũng rất là sợ như vậy. rất giàu nhưng vẫn mua mobile home. Mặc dù họ dư sức khả năng mua nhà 1 triệu 2 triệu họ dư sức nhưng họ vẫn mua mobile home pay up. Thì cái đó là cái mentality của họ là ok ta không muốn nợ vậy thôi, that's it. À, họ có nghĩ là căn nhà sẽ lên, nó sẽ cho thuê hay gì 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 hết á. À, nhưng mà anh nghĩ cái bài toán ở đây á, nếu mà làm đúng á, người ta trong nhiều năm qua cái bài toán này người ta cứ lấy mobile home người ta so, mobile home người ta so với mua nhà, nhưng mà thực sự mà làm đúng á, là phải so mobile home với thuê nhà. Đúng rồi. And then so mobile home với mua nhà, phải so hai cái bài toán khác nhau như vậy. Ok, nếu anh là người đi thuê, anh đóng 2,5 tháng đi. À, hai ngủ hai tắm hai ba ngủ hai tắm hai hai chồng anh đó, nhưng bây giờ cái mobile home anh bỏ ra anh mua anh cũng đóng như vậy nhưng mà anh chủ căn nhà sau này anh bán lại anh không mất tiền, thì có thể một cái quăng tiền qua cửa sổ, một cái là vô cái equity điện của mình thì có Đúng. thể là mua mobile home max sense. Nhưng mà bây giờ mình xét cái bài toán đó, mình xét cái bài toán thứ hai luôn là giữa mua mobile home và giữa mua nhà luôn, thì ok mua nhà nó có nhiều potential hơn, có thể xây này xây kia, có thể cho thuê, có cash flow rồi có appreciation, thì có thể đó là đúng bài toán đúng. Tức là chúng ta phải so sánh hai bài toán Dạ chứ nó đúng không chỉ rồi. một bài toán đâu. Ok,
Rồi, đó là hết 10 câu hỏi. Để anh coi coi. À, 30 phút rồi. Thôi, mình đừng có nói, anh tính nói cái vụ mà bay ở trình. Thôi, để bữa khác đi. Ok, như vậy là cũng đã xong 10 câu hỏi về cái phần các chú ý khi lần đầu tiên mua nhà. Hôm nay cảm ơn anh Ngô rất là nhiều đã giúp cho mọi người dân nhà của Mỹ được gọi là thông não, sáng tỏ ra mọi chuyện. Bạn anh Ngô có gửi lời gì nữa cuối cùng đến với mọi người xem không? Thì cảm ơn mọi người. Dạ nói vậy lần đầu tiên nói kiểu hơi lủng củng, chứ chắc lát nữa anh ngồi edit lại chắc thấy hài lắm anh. Sorry anh, hài não anh nha. Không, anh không edit gì, anh để nguyên văn mà, reality mà. Tối rồi bà kiểu nói giống như chưa có kiểu thông thạo lắm. Không Nhưng sao. mà em có một cái tờ giấy kiểu nốt lại, thì để lát nữa em share cho anh, rồi anh share cho mọi người, hoặc là anh upload lên group. Thì cái này là những cái tóm tắt mà hồi nãy giờ em nói đó, cho từng câu hỏi thì coi Ok. như là một cái sheet đi. Vậy là quá đã luôn. Ok. Thì hồi nãy giờ trong lúc bạn anh Ngô nói á, thì chắc bạn anh Ngô không biết, không không để ý, nhưng mà bên phần của mình thì mình thấy là sóng có chập chờn, nhưng mà không sao, chập chờn nhưng mà nó vẫn, khi bạn Ngô quay lại tiếp tục có sóng lại thì nó vẫn cover được đủ ý, cho nên là xin lỗi các anh chị đã về cái phần chống chập chờn đó, nhưng mà hy vọng là cũng truyền tải được hết ý rồi. Tại vì tụi mình quay qua Zoom mà quay trực tiếp nữa, cho nên là sóng nó chập chờn thì cũng chẳng làm được gì hết. Một đứa ở Nam Cali, đứa Bắc Cali thì đâu có gặp nhau quay được, cho nên anh chị cũng thông cảm nha. Rồi, như vậy là xong bài số 5, hẹn gặp lại các anh chị trong bài số 6. À, là anh Đen sẽ ra quân. Bài số 6 thì hẹn anh chị trong lần sau, tức là căn nhà đi vô coi ha. Bây giờ là anh Ngô chỉ với anh chị kiếm nhà, bây giờ có căn nhà mục tiêu rồi đó. Nãy anh Ngô sao nói sao? Đi mua nhà là dắt theo contractor đúng không? Đó, bây giờ contractor xuất hiện. Contractor sẽ hướng dẫn cho các bạn cái chỗ nào cần làm gì. Rồi, mời các anh chị đón xem vào thứ tư tuần sau. À, đi theo contractor nha. Cảm ơn anh Ngô rất là Rồi, nhiều. cảm ơn mọi người.